Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nhỏ To Tâm Sự. Mong tất cả quý vị khán giả nhấn vào chuông thông báo và nút đăng ký để luôn cập nhật những video mới. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin chào tất cả quý vị khán giả, hôm nay chúng ta quay trở lại cái câu chuyện của Hoàng Xanh Official cùng với tập đoàn lừa đảo của bà Trần Thị Hoa xưng là ở Tiền Giang đó quý vị khán giả. Trong cái video vừa rồi thì Phương Văn cũng chia sẻ một vài cái cảm nhận cá nhân của riêng mình. Hầu như là một cái vấn đề này ai cũng bức xúc với chân quý vị khán giả. Vì thời gian vừa qua Hoàng Xanh đã chia sẻ đâu là 4-5 video rồi đó. Thì Hoàng Xanh cũng nói là chú Áo Xanh đã gửi thư mời và đồng thời là việc đó thì cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc. Đó là một cái tin rất là mừng. Thì hôm nay trong cái video này Phương Văn xin phép chia sẻ một chút xíu về cái chị Hoa mà ở Sài Gòn đó các bạn. Và đồng thời Phương Văn xin chia sẻ một số hàng loạt tin nhắn ở trên mạng cũng như là qua Facebook cá nhân và điện thoại. Thì đâu đó để chia sẻ cho bà con cộng đồng trong nước thì chúng ta biết được những cái tin nhắn đó để mà cảnh giác, để sau này không có phải bị vướng phải những cái bọn mà đồng bọn của họ chia phe phái với nhau để đi lừa gạt bà con chúng ta ở Việt Nam. Họ thì có những cái chiêu trò rất là tinh vi, mà những cái tin nhắn y như thật quý vị khán giả. Những cái tin nhắn là nào là trúng thưởng, nào là trúng iPhone, nào là trúng xe máy và quay số trúng thưởng gì vân vân, và nhiều cái hình thức cái chiêu trò khác nữa. Thì hôm nay cũng qua cái câu chuyện của Hoàng Xanh và chị Trần Thị Hoa là cái người mà cái tập đoàn của cái chị này đi lừa đảo Hoàng Xanh đó, thì tiện đây Phương Văn cũng chia sẻ một số thông tin ở trên mạng đã vừa qua mà chính Phương Văn cũng đã nhận trong những cái tin nhắn này, cho nên xin phép được chia sẻ bà con để bà con nắm được thêm cái thông tin nếu sau này ai có gặp những cái tin nhắn này thì chúng ta biết và không bấm vào để rồi vướng phải những cái tiền mất tật mang, có thể là chuyển khoản cho một cái tài khoản nào đó để là đóng thuế rồi nhận tiền, nhận quà gì đó. Nói chung là họ có nhiều hình thức tinh vi để họ lừa gạt bà con chúng ta đó. Quý vị khán giả thân mến, mấy ngày hôm nay mọi người thấy là bây giờ cái tập đoàn lừa đảo của bà Trần Thị Hoa xưng danh ở Tiền Giang cho Hoàng Xanh mượn 90 triệu đồng mà bấy lâu nay là cứ nhắn tin qua Facebook cá nhân rồi Viber, thậm chí gọi điện thoại để đòi Hoàng Xanh hoàn trả lại 90 triệu đồng. Ủa đâu phải dễ dàng như chị Trần Thị Hoa đó, Trần Thị Hoa Tiền Giang, mặc dù là xưng là Trần Thị Hoa nhưng mà chưa chắc gì tên Hoa, quý vị khán giả ơi, tên Cúc, tên Hoa Lan Huệ gì đó chứ không có phải là Trần Thị Hoa đâu. Rồi thứ hai nữa là nói ở Tiền Giang mà chưa chắc gì đã ở Tiền Giang đâu quý vị khán giả đó. Tại vì những người lừa đảo này họ không bao giờ họ nói tên thật và chỗ thật, nhưng mà chắc chắn là cái người phụ nữ này ở miền Tây, tại vì qua cái giọng ghi âm á là người phụ nữ lớn tuổi đó, miền Tây chạc ngoài 50 mấy tuổi. Thì trong cái tập đoàn lừa đảo của họ, họ phân công nhau, nay thì người này gọi, mai người kia gọi. Và cái việc mà cái bà Trần Thị Hoa ở Tiền Giang thì bây giờ cũng có tin vui cho tất cả mọi người. Công an Tiền Giang đã có thư mời cho Hoàng Xanh rồi. Trong video vừa rồi Phương Văn cũng có cái chia sẻ của mình, cảm nhận về vấn đề này, mà hầu như cộng đồng mạng trong nước cũng như là ngoài nước thì rất là mừng. Vì công an cũng đã vào cuộc để sẽ điều tra cái vụ này. Và đồng thời cũng giải oan cho Hoàng Xanh, tự nhiên đi nhắn tin đòi nợ. Mà trong khi đó Hoàng Xanh nói không bao giờ mượn, không có mượn ai mà cái tên Hoa mà cũng chẳng mượn ai đó. Tới chừng lòi ra là bà nói chụp cái chứng minh của Hoàng Xanh đó thì sao? Sao mà nói ngang nói ngược kiểu đó, nói đầu lòi đuôi à? Đó, cái chứng minh thư của người ta mà gọi là ăn cắp rồi. Đâu đó là người ta đâu có đưa cho mình mà tự nhiên mình chụp chứng minh thư của người ta. Rồi bây giờ mình lên cộng đồng mạng, mình nhắn tin để mình vòi vĩnh tiền. Đó là cái bọn lừa đảo đó, gọi là chấn lột luôn. Mà đâu có dễ, trời, cái số tiền 90 triệu đồng đâu có phải dễ đâu mà chấn lột một cách nhẹ nhàng như vậy. Còn một số quý vị khán giả khác
thì cũng nói Hoàng Xanh lên cộng đồng mạng bù lu bù loa đó, tại sao không có rút kinh nghiệm. Trời ơi, rút kinh nghiệm gì nổi quý vị khán giả. Trong khi đó là tập đoàn lừa đảo ép người ta trả mấy 90 triệu chứ đâu phải 9.000 đồng đâu mà nín thinh được. Làm sao mà nín thinh được. Trong khi đó là một người đi làm thiện nguyện cầu nối, bà con trong nước cũng như là ngoài nước đều thương Hoàng Xanh. Em ấy rất là hiền lành, tử tế, đi làm cầu nối từ thiện là đàng hoàng. Đó, Mạnh Thường Quân người ta gửi bao nhiêu ai ta cũng biết được. Đó, có nhiều người ganh ăn tức ở thôi, họ nói tại sao Hoàng Xanh không đọc lên. Đó, thì bây giờ quý vị khán giả thấy miễn sao Hoàng Xanh làm mà Mạnh Thường Quân tin tưởng. Người ta gửi tiền đôi khi người ta không muốn đọc tên mà người ta nhìn cái cách Hoàng Xanh, cô A, cô B, C gì đó ở Úc, ở Mỹ gì đó gửi cho người này mấy triệu và đồng thời cái lập quỹ để ủng hộ bà con nghèo gì đó. Đó thì Mạnh Thường Quân ai coi người ta cũng biết hết, người ta cũng hiểu. Tại sao Mạnh Thường Quân không thắc mắc mà những người khác lại thắc mắc, những người YouTuber họ có thể là ganh ăn tức ở, họ ganh tị cái việc mà Hoàng Xanh Official đi làm từ thiện. Tại sao được Mạnh Thường Quân, bà con trong nước cũng như ngoài nước ủng hộ tinh thần và đồng thời yêu mến Hoàng Xanh hơn, thì từ đó họ có những cái có thể là ganh tị, như câu chuyện, như cái câu chuyện mà hôm trước đó quý vị khán giả, về cái việc mà anh Trắng Đen đó, thì một lần đó quý vị khán giả thấy là cũng vô cùng bức xúc. Sau một đêm thôi, vợ chồng anh Trắng là cũng nổi tiếng vì cái việc mà nhận 1 triệu đồng mà vu khống cho Hoàng Xanh á, thì cái câu chuyện đó tạm thời lắng xuống nha, chứ chưa hẳn là đã kết thúc đâu quý vị khán giả. Sau khi mà dịch ổn định rồi á, thì còn có thể là nhiều cái chuyện mà gì xảy ra nữa. Nếu như ông Trắng, bà Trắng mà quay lại câu chuyện nữa thì Hoàng Xanh cũng phải là đưa tới công an để làm việc thôi đó. Còn cái việc mà của chị Hoa này thì rất là vui khi mà bà Hoa ở Tiền Giang được công an thụ lý đơn của Hoàng Xanh rồi. Thì cái việc đó trước sau gì thì bà Hoa này bà cũng phải trốn biệt tâm biệt tích thôi, bỏ số điện thoại và đồng thời là đổi tên đổi họ luôn, chứ không phải là tên Trần Thị Hoa. Mà mắc cười quý vị khán giả ơi, thật sự là bà con hàng xóm là những người mà khán giả của Phương Văn á là đã xem á, thì ai cũng bức xúc. Trời ơi, bà Trần Thị Hoa bà cho Tạ Thị Nhẫn mượn tiền, bà nói bà chuyển 3 lần cho Tạ Thị Nhẫn, thì bây giờ đi tìm Tạ Thị Nhẫn mà đòi đi chứ đòi Hoàng Xanh cái gì. Người ta xác nhận là người ta không có quen ai là tên Trần Thị Hoa và đồng thời không có mượn tiền của ai đó. Và chính trong cái câu nói của bà Trần Thị Hoa, bà nói bà chụp chứng minh thư của Hoàng Xanh đó thì sao đó, cách nói ngang nói ngược như vậy. Thì công an vào cuộc rồi thì lo mà cuốn gói đi hen, cuốn gói một là trốn, hai là cuốn gói đi theo chú áo xanh nha đó. Còn bây giờ bà Trần Thị Hoa cũng ở Sài Gòn đó, không có nói tên tuổi gì hết, nhưng mà chủ nhân của cái số điện thoại đó, chính cái số điện thoại của bà Trần Thị Hoa xưng ở Tiền Giang gọi cho Hoàng Xanh, thì sau khi một người khán giả đã là bức xúc và cũng là để vạch trần sự thật cái nhóm lừa đảo của bà Trần Thị Hoa này, thì gọi chính cái số điện thoại đó, thì một cô gái trẻ ở Sài Gòn bắt máy. Thì cũng trong cái dịp này thì mong Hoàng Xanh cũng làm cho rõ trắng đen cái người mà chủ nhân cái số điện thoại đó. Hoàng Xanh cũng nên là đi báo công an để làm đơn tố giác họ luôn. Họ là đồng bọn chứ không khác gì, cho nên nói không có thể nào mà cho mượn điện thoại. Cho mượn điện thoại thì bất quá một lần, hoặc là nghịch dại một hai tin nhắn, hoặc là ai đó nhắn một lần thôi, chứ đâu có mà lấy cái số điện thoại đó mà nhắn suốt cho Hoàng Xanh. Và đồng thời là cũng cái số điện thoại đó là bà Trần Thị Hoa gọi, thì hôm nay cái người chủ nhân cô gái trẻ này lại bắt máy là từ chối là không phải là Trần Thị Hoa đó, mà cô này còn muốn là đi vào cuộc để tìm và đồng thời báo an ninh mạng vân vân ABC. Khỏi em ơi, chính này chú áo xanh tìm tới em bây giờ nè, khỏi tập đoàn lừa đảo của em ha, là bây giờ hay lắm. Còn có thể là một số người khác nữa, những người thanh niên trai trẻ gì đó, tập đoàn của bạn thì hãy rút lui đi, và đừng bao giờ còn trẻ như vậy mà lập ra những cái nhóm rút để đi hại những người khác, lừa đảo người ta như vậy người ta mất mát tiền bạc, các bạn có vui lắm hả? Chẳng hạn như gia đình bạn đi, ba mẹ dòng họ anh em của bạn bị cái nhóm lừa đảo khác nó lừa đảo nó lấy tiền vậy, thì bạn nghĩ sao? Mình là con người, mình phải sống làm sao mà cho lương thiện, mình sống làm sao
đừng có vi phạm pháp luật để rồi mai mốt là cha mẹ dòng họ, vợ chồng con cái của mình hả, bật ngửa ra, đâu ngờ đâu đứa con mình hoặc là vợ mình hoặc là em út mình á đi tham gia cái nhóm lừa đảo như vậy, nhục nhã lắm. Thứ nhất là cho gia đình mình, anh em dòng họ mình đã quá nhục nhã ê chề. Thứ hai là mình một đường đi mà không có đường trở lại ha, đi thẳng hang, đi theo chú áo xanh, đi vô nhà đá luôn ha. Đó, tập đoàn lừa đảo của các bạn không bao giờ thoát được đâu. Trời ơi, nếu mà thoát được thì bao nhiêu vụ lừa đảo trước đây là người ta đã thoát được hết rồi. Đâu có chờ, đó nhà đá đâu có chờ. Hiện tại nhà đá đang chờ tập đoàn lừa đảo nè. Cũng mong Hoàng Xanh là cũng làm những cái đơn tố giác cái chủ nhân số điện thoại này xưng danh là ở Sài Gòn. Nhưng mà thật sự chưa chắc gì ở Sài Gòn nha quý vị khán giả. Tại vì cái tập đoàn lừa đảo này là nói đâu có tin nổi, nó đâu có khai thiệt là chỗ ở nữa đâu. Và ở đây chúng ta thấy là nhận định qua hai cái giọng nói ở trong cái đoạn ghi âm đó thì quý vị khán giả thấy là bà Trần Thị Hoa thì là giọng ở miền Tây. Mà con người ở miền Tây người ta thật thà chất phác, không có ai mà đi lừa đảo như bà Trần Thị Hoa này. Bà là thuộc là ngoại lệ rồi. Cái giọng thứ hai của cô gái trẻ xưng là ở Sài Gòn thì cái giọng đó không phải ở miền Tây mà lơ lớ ở miền Trung hoặc là ở miền Bắc gì đó quý vị. Khán giả có thể nghe lại rồi. Nhưng mà cái cô gái trẻ này là nói giọng Sài Gòn ha, nói giọng Sài Gòn chứ không phải cái người mà ở miền Tây. Bà Trần Thị Hoa đó là chính gốc là cái giọng nói ở miền Tây đó quý vị khán giả. Còn cái cô gái trẻ ở Sài Gòn này á thì nói giọng Sài Gòn lai rồi. Cho nên là không phải ở miền Tây mà có thể ở vùng miền khác. Cho nên là quý vị khán giả thấy là hai con người này hoàn toàn khác nhau mà sử dụng chung một cái số điện thoại. Thì quý vị khán giả thấy là họ là một tập đoàn group nhóm với nhau vòng vòng đâu đó đó, chứ không phải là ở Sài Gòn và ở Tiền Giang đâu. Hai người này không có cái khoảng cách xa nhau như vậy đâu. Ở chung một chỗ, ở một nơi, cho nên mới lấy sử dụng cái số điện thoại đó. Lúc thì bà Trần Thị Hoa gọi, lúc thì cái cô gái này bắt máy. Thì cái điều đó chúng ta thấy rõ ràng, một số điện thoại mà nhiều người dùng như vậy là họ là tập đoàn lừa đảo với nhau. Mong bà con cô bác gần xa trong nước cũng như là ngoài nước luôn ủng hộ tinh thần cho Hoàng Xanh và chúng ta theo dõi cái câu chuyện này để xem sau khi mà các chú áo xanh mời làm việc rồi nó manh mối như thế nào thì bên đó công an Tiền Giang người ta sẽ tiếp tục điều tra, hoặc là có những manh mối bà Trần Thị Hoa ở Sài Gòn đó là tập đoàn lừa đảo của họ đó. Mong rằng là công an vào cuộc để là tất cả những người lừa đảo này không còn có cái cơ hội để đi lừa gạt bà con nhân dân và những người mà đi làm thiện nguyện như Hoàng Xanh Official cũng như là những người dân nơi khác. Biết đâu được họ là tập đoàn lừa đảo hoặc lừa những người khác nữa, nhưng mà những người dân người ta không có cái mạng truyền thông, họ không có thể nào chia sẻ rộng rãi và chúng ta cũng không biết được. Biết đâu được họ cũng từng lừa đảo ai đó rồi, cái thói quen rồi, ngựa quen đường cũ rồi, cho nên tiếp tục bây giờ lừa đảo tiếp theo. Thì hy vọng rằng là những cái lời khai cũng như là khi công an làm việc với Hoàng Xanh Official thì sẽ ra manh mối cái tên Trần Thị Hoa ở Tiền Giang có mối liên hệ gì với cô gái trẻ ở Sài Gòn cùng một cái số điện thoại mà gọi nhắn cho Hoàng Xanh như vậy. Thì chúng ta nghĩ là hiện nay là cái tập đoàn lừa đảo này đang rung rồi, đang sợ. Quý vị khán giả ơi, chuẩn bị khăn gói lên đường đi cưng, không tránh khỏi công an đâu. Khi mà đã công an vào cuộc rồi, chạy lên trời hay xuống biển thì không bao giờ thoát được nha em. Đó, ăn quen rồi cái nhóm tập đoàn lừa đảo cả nam lẫn nữ của bà Trần Thị Hoa này ha. Bây giờ rung ngoài chuẩn bị đi, chuẩn bị tiền bạc cũng như là chuẩn bị tinh thần. Một đường đi không có đường về, và vô đó là tìm lịch ha, tìm những cuốn lịch nào mà đẹp nhất đó, đi bốc từng ngày ha, Trần Thị Hoa. Rồi sau đây thì Phương Văn xin phép quý vị khán giả, Phương Văn chia sẻ một số cái thông tin mà để cho bà con cô bác xem để cảnh giác. Nếu ai ở điện thoại hoặc Facebook cá nhân hoặc là Viber gì đó có nhận được những cái thông tin này thì chúng ta cũng biết được và chúng ta đừng bao giờ lít vào đây. Xin mời quý vị khán giả theo dõi từng cái tin nhắn Phương Văn sẽ chia sẻ cho bà con. Đây là một số tin nhắn, ở đây là tin nhắn có số điện thoại nha quý vị khán giả, để so sánh hai bên. Ở đây là ngân hàng
VB Bank thông báo chúc mừng tài khoản của Lê Thị Hoa Xuân nhận được lượt quay số miễn phí. Nhận ngay một trong ba phần quà có giá trị như thế này ha, một iPhone nè, một TV nè, 10 triệu đồng nè, vào tài khoản này để truy cập. Đó, tài khoản online nè quý vị khán giả, để thực hiện lượt quay số may mắn miễn phí. Gọi vào số điện thoại này, xin cảm ơn. Đó, thì ở đây sau khi mà nhiều tin nhắn giả dối đó thì ngân hàng VB Bank cũng ra một cái thông báo mới để cho bà con là không có bị nhầm lẫn. Ở đây là cái số điện thoại này là giả, là gửi từ đầu số máy lạ nha. Còn ở Vietcombank, ở VB Bank, ở ngân hàng này, nếu như có gửi thông tin gì cho khách hàng thì ở trên đầu này có hiển thị đầu số là tên của ngân hàng. Đây nè quý vị khán giả, cái đầu số này nè, nó không có số. Đó, thì quý vị khán giả thấy ở đây ví dụ như ngân hàng có thông báo nè, ai đó có truy cập vào tài khoản VB Bank online của quý khách trên thiết bị trình duyệt là nếu không phải quý khách đổi mật khẩu gì đó để là không bị mất tiền. Nếu là quý khách thì nhập mã này để tiếp tục không chia sẻ mã này cho bất cứ ai, vân vân. Nói chung là khi mà tin nhắn của ngân hàng thì ở trên tin nhắn không có cái số điện thoại mà có cái đầu số của ngân hàng. Và cái tin nhắn thứ hai ha quý vị khán giả. Ở đây giả mạo là Vietcombank ha quý vị khán giả. Chúng tôi phát hiện tài khoản của bạn đang tiêu dùng ở nước ngoài. Đó, nếu không phải là bạn tiêu dùng vui lòng nhập vào đây. Đó, thì quý vị khán giả nhấn vào đây là cái là quý vị khán giả bị mất tiền liền. Đó, có thể là nó lấy tiền ở trong tài khoản. Như vậy nó nói là chúng tôi phát hiện tài khoản của bạn đang tiêu dùng ở nước ngoài. Đôi khi bà con mình á không biết á, cho nên là ủa cái tài khoản của mình mà ai mà tiêu dùng nước ngoài, ai mà lấy cái số tài khoản của mình vậy ta. Rồi bây giờ ngân hàng có những cái thông tin thì nhấn vào đây. Đó, nhấn vào đây là coi chừng dính chưởng ha. Và một cái tin nhắn khác quý vị khán giả, giống như ở đây nó nói là tài khoản ngân hàng ACB, tài khoản của bạn đã bị mở dịch vụ chính sách toàn cầu, phí dịch vụ hàng tháng là 2 triệu đồng sẽ bị trừ trong 2 giờ. Đó, nếu không phải là bạn mở dịch vụ thì vui lòng nhấn vào đây. Đó, các bạn nhấn vào đây thì các bạn cũng lại bị dính luôn hen. Đó, những cái tin nhắn tương tự như vậy thì quý vị khán giả thấy là cũng nên là cảnh giác, nó có cái nội dung nó lạ lạ làm sao đó. Và bên đây thì ngân hàng Vietinbank trân trọng thông báo tài khoản của quý khách hiện tại đã bị khóa, hãy đăng nhập vào đây để xác thực ngay. Thì khi mà quý vị khán giả nhấn vào điện thoại thì nó điền tên, mật khẩu, địa chỉ gì đó, nói chung là theo yêu cầu của nó, rồi sau đó nó lấy được thông tin cá nhân của mình. Chẳng hạn như trong tài khoản của quý vị không có tiền thì mai mốt nó lấy được cái thông tin rồi, khi nào có tiền là nó rút sạch. Và tin nhắn tiếp theo nha quý vị khán giả, ở đây nó cũng có là không phải là đầu số nữa mà là tên của ngân hàng. Thì tùy theo cái thông tin nó đổi mấy hồi, nó đổi được hết trơn à. Phát hiện tài khoản của bạn đang nhập khác vùng bất thường, vui lòng đăng nhập vào đây. Phát hiện tài khoản của bạn đăng nhập khác vùng bất thường, vui lòng đăng nhập vào đây để xác nhận thông tin và thay đổi mật khẩu. Đó, quý vị khán giả thấy những cái tin lạ lạ như thế này nè, bất thường quá ha. Khi mà nhận vào đây, nhấn vào đây thì nó kêu thay đổi mật khẩu cũ, mật khẩu mới gì đó là nó lấy sạch quý vị khán giả ơi. Những cái bọn này nó tinh vi mà nó ác dữ lắm luôn đó. Và cái tin nhắn cuối cùng quý vị khán giả thấy là Phương Văn nhận được cái tin nhắn này nè, trong máy của mình ha, của Sacombank, tài khoản của bạn đã mở dịch vụ tài chính toàn cầu, phí dịch vụ hàng tháng là 2 triệu sẽ bị trừ trong 2 giờ. Nếu không phải bạn mở dịch vụ, vui lòng nhấn vào đây để hủy. Khi mà quý vị khán giả nhấn vào đây là quý vị khán giả dính dấu ha. Quý vị khán giả thấy là nó giả danh nhiều ngân hàng khác nhau nha. Đó, hồi nãy cái tin nhắn này thì nó ở một cái ngân hàng khác, nó không có đầu số mà nó có cái tên ngân hàng. Như vậy thì lúc đầu một ngân hàng khác của VB Bank á thì nói là nếu mà ngân hàng của họ thật sự thì họ có cái tên ở trên này và không có số, thì hàng loạt sau nó giả dạng một cái ngân hàng khác và nó để luôn
cái tên đây luôn, nó đâu cần để đầu số nữa, cho nên chúng ta cũng nhầm lẫn luôn đó. Và cái tin nhắn y chang nhau, nó soạn giống y chang nhau. Hồi nãy ở đây là của Sacombank phải không, nó nói như thế này, và hồi nãy cái tin nhắn của một ngân hàng khác lại nó nói cái nội dung y chang như vậy, mà nó đổi tên ngân hàng khác đó, ngân hàng ABCD nào đó đó. Cái tin nhắn nó y chang như vậy luôn, nó nói là mình đã mở dịch vụ toàn cầu là bị trừ 2 triệu đồng trong tài khoản đó trong 2 giờ, nếu không phải là mình thì mình nhấn vào đây để hủy hoặc là truy cập hoặc là đổi password mật mã gì đó. Thì khi chúng ta không biết, cho nên chúng ta đã ủa sao cái tài khoản của mình mà bây giờ ngân hàng nó thông báo là mình đã mở như vậy, mình mất 2 triệu đồng. Như vậy thì mình phải nhấn vào đây để mình xem cái gì, để mình đổi hay gì kia nọ. Là khi mình nhấn vào đó là mình dính liền. Đó, thì quý vị khán giả thấy là còn nhiều hình thức tinh vi khác nữa. Giống như bà Trần Thị Hoa, bà nói là Hoàng Xanh mượn tiền mà nhấn qua Facebook á. Bà đọc Facebook là bà đọc là Facebook ha quý vị khán giả. À, con biết không, trong Facebook của con đó là con nhắn tin là mượn tiền cô nhiều lần. Đó, bà Trần Thị Hoa này chắc có lẽ là do sự điều khiển của những người mà cấp lãnh đạo của bà Trần Thị Hoa đó, cho nên cái chữ Facebook mà bà Trần Thị Hoa bà không đọc được đúng thì có nghĩa là bà là thuộc hạng cấp dưới của những người kia đó, sai đâu đánh đó, có nghĩa là để cho bà Trần Thị Hoa ra mặt để nhắn tin điện thoại và đồng thời điện thoại trực tiếp với Hoàng Xanh luôn, là cô Hoa ở Tiền Giang đó. Khi mà qua giọng nói của bà thì không có tỏ ra một cái thái độ nào mà ngạc nhiên khi Hoàng Xanh nói là con không có mượn tiền cô Hoa, cô Hoa có nhầm ai không chứ con chưa bao giờ mượn tiền của cô Hoa, mà con cũng không biết cô Hoa ở Tiền Giang là ai nữa. Khi mà Hoàng Xanh nói vậy, đáng lẽ ra là bà phải ngạc nhiên, bà sửng sốt lên, tại vì mình là cái người mà cho mượn tiền mà Hoàng Xanh bây giờ nói là không có thì mình mất cái số tiền 90 triệu đồng chứ đâu phải 9.000 đâu chị Hoa, chị Trần Thị Hoa, mà chị không hề ngạc nhiên, mà chị cũng còn nói tới là chị hăm dọa Hoàng Xanh là đi xuống tới nhà. Thì cũng trong dịp này, hy vọng là chị Trần Thị Hoa cung cấp một số chứng từ chuyển cho Tạ Thị Nhẫn 3 lần. Chuyển cho Tạ Thị Nhẫn mà đi đòi là Hoàng Xanh official, tôi không hiểu bà Trần Thị Hoa này bà nghĩ thì sao. Và cộng đồng mạng nói, một số khán giả nói cái bà Hoa này bà bị điên, bà bị có vấn đề. Cho nên là bà chuyển cho Trần bà Tạ Thị Nhẫn, ông Tạ Thị Nhẫn nào đó thì đi tìm những cái người đó bà đòi, tại vì Hoàng Xanh đâu có mượn, phải chi mà chuyển khoản cho Hoàng Xanh á, trong cái tài khoản đưa lên á thì người ta còn thấy là rõ chứng cứ là chuyển cho Hoàng Xanh. Còn bây giờ bà nói là chuyển cho Tạ Thị Nhẫn mà chưa chắc gì chuyển cho Tạ Thị Nhẫn à, không có đâu, nói khơi khơi vậy, nói đại vậy đó, để cho là có cái câu chuyện để bà tiếp tục bà lừa gạt Hoàng Xanh. Mà nghĩ cũng gan thiệt quý vị khán giả, thật sự luôn, những người lừa đảo này họ gan thiệt, họ nói khơi khơi vậy hả, chứ họ không có cái chứng cứ vậy. Bây giờ chuyển đâu cho Tạ Thị Nhẫn đâu, bây giờ chụp hình cái giấy chuyển tiền gửi cho Hoàng Xanh đi, rồi Hoàng Xanh giúp bà Trần Thị Hoa cũng báo công an luôn, lấy chứng cứ đó là ông bà Tạ Thị Nhẫn vậy đó lừa gạt chị đó. Mà chị ơi, đó chị là coi như là trong tập đoàn lừa đảo đi lừa đảo người ta chứ ai mà lừa đảo chị. Cho nên là bây giờ bà Trần Thị Hoa ở Sài Gòn giống như là Trần Thị Hoa ở Tiền Giang, hai cái người này chuẩn bị lên đường đi cưng đó. Em gái ở Sài Gòn này là chủ nhân của cái số điện thoại mà bà Hoa đã lấy gọi cho Hoàng Xanh đó, uy hiếp và dọa Hoàng Xanh đó. Thì bây giờ là chuẩn bị đi, mẹ con, chắc là mẹ con hay chị em gì đó trong tập đoàn lừa đảo của mình á, hãy chuẩn bị cuốn gói lên đường đi ha, một đường đi mà không có đường về đó em ơi, chuẩn bị lên đường đi. Nghĩ sao mà đi vòi vĩnh tiền. Và khi mà bước đầu nghe nói ngày lần đầu tiên thì cứ nghĩ là cái sự bức xúc của Hoàng Xanh bị ép đòi tiền rồi nhắn tin gọi điện thoại như vậy đó, mà người ta đâu có rảnh, người của công chúng mà, người ta là một trong những ca sĩ mà, rồi đi làm thiện nguyện tối ngày bận rộn đó. Thật sự quý vị khán giả đôi khi cũng đừng có buồn, đôi khi nhắn tin gọi điện thoại gì đó là không trả lời, thật sự nhiều tin nhắn quá rồi nó cũng trôi. Với lại nè, trong lúc làm việc giống như là đang quay phim nè đó, rồi đang thu âm nè, rồi đang live stream, rồi đang là làm việc thì ít có dịp mà để trả lời được điện thoại hoặc là xem những cái tin nhắn đó. Đôi khi xong việc rồi mới lướt qua thôi, mà không phải là xem liền lúc đó. Cho nên quý vị khán giả, bà con cũng thông cảm.
đôi khi chính bản thân Phương Văn, trong lúc mà Phương Văn đang nói như thế này, đang thu âm như thế này, thì cái tin nhắn là không có thể nào Phương Văn đọc được, và cũng tin nhắn Phương Văn cũng khóa luôn để đang làm việc. Khi nào mà thu âm xong rồi hoặc là quay xong rồi thì mới mở ra xem coi là tin nhắn là nói cái gì nếu mà rảnh. Cho nên quý vị khán giả, nếu ai đó nói là phiền trách Hoàng Xanh cũng như là sao không trả lời hoặc là không có thấy là gọi điện thoại lại gì đó, thì nếu mà cái tin nào quan trọng thì quý vị khán giả có thể nhắn rồi Hoàng Xanh có thể coi sau, cũng như là một số mà anh chị cũng đang để số điện thoại đó, không phải là coi liền được. Cho nên cái điều đó mong quý vị khán giả cũng hiểu và thông cảm. Và chúng ta thấy là qua các câu chuyện mà Hoàng Xanh official đi làm thiện nguyện thì cũng có đôi khi đâu đó ha, họ cũng giả mạo á, giả mạo, có thể là giả mạo tập đoàn lừa đảo đó để ép Hoàng Xanh để hạ uy tín. Mà quý vị khán giả thấy lần trước thì những người đồng nghiệp YouTuber, họ là cũng làm YouTuber với nhau, nhưng mà họ ganh ăn tức ở để họ dìm Hoàng Xanh và họ hại một lần trước không được rồi, thì lần này cũng không loại trừ cái khả năng là họ lại tiếp tục hại tiếp, và họ đóng giả dạng là người mạnh thường quân, nhà hảo tâm cho Hoàng Xanh mượn tiền để dựng lên thêu dệt một cái câu chuyện đó để cho Hoàng Xanh thêm rắc rối và cảm thấy nản lòng khi mà đi làm từ thiện. Bởi vì quý vị khán giả thấy là đi làm người từ thiện là người tốt á, bình thường trong cuộc sống chúng ta cũng vậy, khi mà làm người tốt á cũng không phải là dễ dàng, đôi khi làm người tốt mà đâu đó nó cũng có cái phiền hà cho bản thân mình đó, rồi gây có những cái rắc rối nữa. Nhưng mà thực sự khi sóng gió đã đi qua thì chúng ta thấy là người tốt không bao giờ mà bị hại được, đâu đó rồi cũng là minh bạch thôi. Còn những người mà chuyên đi lừa gạt thì hoặc là những người mà có làm những cái việc mà xấu xa đó, thì mặc dù là bà con cộng đồng người ta không nói ra nhưng người ta hiểu được, thì người ta coi thường mình lắm. Những người mà tâm địa độc ác và đồng thời chuyên đi hại người khác á, thì thực sự ra là đâu đó rồi cũng gặp những cái quả báo thôi. Có vay thì có trả thôi, chứ không bao giờ mà tránh khỏi được đâu. Lòng tâm địa xấu xa mà đi hại người khác để mong là cho mình đạt được những cái lợi ích nào đó cho bản thân mình, hoặc là thỏa cái dạ của mình, ganh ghét, ganh ăn tức ở, rồi đố kỵ vân vân, nhiều thứ lắm. Cho nên là chúng ta thấy là ở đây ngày hôm nay thì cái tập đoàn lừa đảo của bà Hoa chắc có lẽ là bây giờ rung dữ lắm luôn rồi, chuẩn bị là lập một cái kế hoạch nào đó để tìm con đường mà tẩu thoát. Chứ bây giờ là công an vào cuộc thì không bao giờ tránh khỏi đâu. Trần Thị Hoa ở Tiền Giang hen, với bà chủ nhân của số điện thoại, chắc có lẽ bây giờ lên kế hoạch đó, chuẩn bị đặng bỏ sim bỏ số điện thoại đó. Mơ mốt mà thời gian lâu, quý vị khán giả thử thôi, bên Hoàng Xanh thử gọi lại cái số điện thoại đó coi còn cái người bắt máy không, hay là chuyển qua số điện thoại của người khác. Biết đâu qua người khác nó chỗ tôi mới mua cái số điện thoại này lại nè, nó hủy nó trả lại nhà đài, rồi sau đó nhà đài lại bán cho người khác nha quý vị khán giả. Đó, thì khi mà cái người khác người ta mua lại á, người ta không có biết đâu, người ta nói chỗ tôi mới mua cái số điện thoại này ở từ nhà mà bán số bán sim đó. Đó, thì cái trường hợp đó họ hủy rồi thì để lại trong cái nhà đài đó, thì cửa hàng đó thì người ta được quyền người ta bán lại. Người ta không có truy lại những cái quá khứ nữa, cho nên cái người mà tiếp nhận cái số điện thoại sau đó thì họ có thể họ mua. Giống như mình như vậy đó, mình đi đăng ký số mới, mình lấy số sim số mới, thì trước đó đôi khi ai đó cũng dùng và đồng thời họ không dùng nữa thì họ bán lại, họ hủy đó, thì ở một cái cửa hàng đó nó sẽ có quyền nó bán lại. Thì bây giờ quý vị khán giả thấy là tập đoàn lừa đảo của bà Hoa mấy hôm nay nghe những cái thông tin đó động tĩnh gì không đó, im re ha. Nếu mà thực sự mà bà Hoa này bà cho Hoàng Xanh mượn tiền, bà nhảy tới nóc nhà rồi quý vị khán giả, chứ không tới như vậy đâu. Bà nhảy lên, bà phải lồng lộn lên, bà nói giờ cho mượn rồi mà sao mà không có, này có chứng từ nè, tất cả những gì chứng từ bà lồng lộn lên, chứ không phải bà êm đềm như thế này đâu. Trời ơi, tập đoàn lừa đảo của bà Hoa, chuẩn bị đi, em gái trẻ ở Sài Gòn Trần Thị Hoa đó cũng chuẩn bị lên đường luôn ha, một đi không có ngày về. Nói hay lắm, ta đây là đi làm cơ quan chức năng nào đó, ta đây để đi làm việc rồi là sẽ là báo an ninh mạng,
vào cuộc điều tra. Thì bây giờ đó, điều tra chính bản thân mình đó. Mình là người lừa đảo, mình là chủ nhân cái số điện thoại của bà Hoa gọi đó. Chuẩn bị lên đường đi cưng. Trời ơi, làm ăn gì đâu mà không có biết mà pháp luật cũng sờ gáy mình thôi. Mình đi lừa gạt ai mà đi ức hiếp Hoàng Xanh thì cũng bó tay luôn. Nghĩ sao vậy trời? Nghĩ sao tập đoàn lừa đảo của bà mà đi lừa đảo, lừa gạt Hoàng Xanh? Thôi thì chúng ta, bà con, cô bác trong nước cũng như ngoài nước, hãy theo dõi câu chuyện của Hoàng Xanh, là luôn ủng hộ tinh thần cho em ấy để có một cái động lực được bà con, khán giả trong nước cũng như ngoài nước ủng hộ tinh thần để có động lực, mặc dù là bị hại cũng cực khổ vất vả, phải đi lên đi xuống mai mốt đi hầu kiện hầu tòa nè, nó cũng phiền phức lắm, nhưng mà được sự thương yêu mến mộ của khán giả trong và ngoài nước, hãy ủng hộ tinh thần cho Hoàng Xanh. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin tạm dừng video ở đây, mong tất cả quý vị khán giả nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để cập nhật được những video mới tiếp theo. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.